loại thực phẩm được ví như máy hút bụi cho phổi, ăn càng nhiều càng xa rời ung thư. Phổi là cơ quan nhạy cảm, dễ bị tác động bởi các yếu tố có hại bên ngoài như khói bụi, ô nhiễm, nấm mốc. Chính vì vậy, nếu không biết cách giữ gìn, chúng ta sẽ mắc các bệnh lý về phổi, nhẹ là bệnh về đường hô hấp, nặng có thể là ung thư. Cũng theo thống kê, mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,6 triệu người ung thư phổi, tử vong mới. Tương đương mỗi phút trôi qua có 3 người chết vì căn bệnh này. Còn tại Việt Nam, ung thư phổi đã xuất hiện rất nhiều ở những người trẻ tuổi, kể cả nam lẫn nữ. Thậm chí, có rất nhiều nghệ sĩ Việt cũng đã gặp phải căn bệnh này. Có thể kể đến như nữ diễn viên Lê Phương, nghệ sĩ Lê Bình, nghệ sĩ Hán Văn Tình, ca sĩ Minh Thuận. Và để ung thư phổi không còn là căn bệnh đầy ám ảnh và đáng sợ, thì mỗi cá nhân cần có ý thức bảo vệ hai lá phổi của mình, đặc biệt là nên tích cực ăn những thực phẩm tốt cho phổi, điển hình như các loại sau đây. Mộc nhĩ đen còn có tên gọi ví von là món mặn trong nhóm rau, nghĩa là thực vật nhưng lại có nhiều chất dinh dưỡng có trong thịt động vật. Ngoài ra, mộc nhĩ đen rất giàu gelatin, có thể giúp cơ thể hấp thụ chất cặn bã, bụi bẩn còn sót lại trong hệ thống tiêu hóa và thải ra ngoài, do đó làm sạch đường ruột. Thêm vào đó, mộc nhĩ đen cũng giúp cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể. Trái lê tươi. Lê là một loại trái cây theo mùa phổ biến mà chúng ta thường ăn, đặc biệt là trong thời tiết hanh khô. Điều quan trọng là lê tươi có thể giúp loại bỏ rác và độc tố ra khỏi phổi, bên cạnh tác dụng làm sạch nhiệt và giải độc. Bạn có thể ăn lê tươi trực tiếp hoặc nấu chín cùng với nước, ăn cả nước lẫn cái, nấu cùng với các món ăn khác cũng rất tốt. Nghệ, một loại thực phẩm tiếp theo bạn không thể bỏ qua khi đề cập đến vấn đề ăn gì bổ phổi, đó là nghệ. Chất curcumin có trong nghệ có tác dụng loại bỏ những chất độc gây nên ung thư. Nó có tính oxy hóa mạnh mẽ, có sức mạnh phá hủy các tế bào ung thư, quét sạch các khối u có trong phổi. Tỏi. Một nghiên cứu của Trung Quốc phát hiện ra rằng những người tiêu thụ 3 tép tỏi sống 2 lần trên tuần giảm tới 44% nguy cơ phát triển bệnh ung thư phổi. Ngay cả những người hút thuốc nhờ ăn tỏi cũng sẽ giảm nguy cơ mắc bệnh tới 30%. Lý do là trong tỏi chứa hợp chất allicin có đặc tính chống viêm và giảm thiệt hại gây ra bởi các gốc tự do, chất gây ung thư. Uống nhiều trà. Trà không chỉ là món đồ uống lợi tiểu, giải độc mà còn có thể đào thải chất độc trong nước tiểu, làm giảm thời gian lưu lại của khói thuốc trong cơ thể. Bên cạnh đó, các chất catechin có trong trà có tác dụng đặc biệt để ngăn chặn sự lắng đọng cholesterol trong thành mạch máu, tăng nhu động dạ dày và hạ thấp lượng đường trong máu hiệu quả. Vì vậy, người hút thuốc nên thường xuyên uống trà, đặc biệt là trà xanh, để làm giảm tác dụng độc hại của thuốc lá. Các loại rau họ cải. Nghiên cứu ở Boston cho thấy những phụ nữ ăn nhiều hơn 5 phần rau họ cải mỗi tuần như bông cải xanh, cải blusen, cải xoăn, súp lơ sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi. Điều này là do rau họ cải giàu glucosinolate, hợp chất tự nhiên ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và giảm xương, viêm khá tốt. Ăn nhiều các loại hạt và ngũ cốc. Báo cáo khảo sát của Viện Ung thư Quốc gia Mỹ ghi nhận các loại hạt, hạnh nhân, quả óc chó, hạt hướng dương và ngũ cốc, nguyên hạt và các loại thực phẩm có chứa vitamin E có thể làm giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư phổi. Vì thế, mọi người nên ăn thường xuyên sẽ có lợi cho phổi. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mười một tác dụng của cây lạc tiên. Hiện nay, bên cạnh các phương thuốc tây y thì các phương thuốc đông y vẫn đang được nhiều người lưu giữ và phát triển. Dựa vào đặc điểm và công dụng của các loại cây thảo dược, con người đã áp dụng vào việc chữa bệnh. Nhờ vậy, nhiều loại cây xung quanh chúng ta vẫn nghĩ là vô dụng, nhưng lại có nhiều công dụng không ngờ,
đặc biệt là cây lạc thiên. Vậy cây lạc thiên là cây gì, tác dụng và cách dùng của cây này ra sao? Bài viết hôm nay, Sức khỏe tự nhiên sẽ giúp độc giả nắm rõ. Cây lạc tiên là cây gì? Cây lạc tiên trong nhân gian còn gọi là cây nhãn lồng hay cây chùm bao, hồn tiên, long châu quả, vân vân. Đặc điểm hình thái, sinh lý của cây lạc tiên là loại dây mọc leo, thân mềm và có nhiều lông mềm, thân rỗng, lá mọc so le có hình tim, lá kèm rách ở mép, mép lá lượn sóng và sẽ thành ba thùy, thì ở giữa cao hơn hai thùy bên cạnh. Tua cuốn mọc từ nách lá, có tràng phụ hình sợi màu tím, hoa màu trắng, quả lạc tiên dài 3 cm, có hình trứng, vỏ mỏng, quả mọng, bao bởi lá bắc, tồn tại như một cái bao ở ngoài. Khi chín màu vàng và có thể ăn được, rất thơm ngon và bổ dưỡng. Nhiều nơi còn hái ngọt và dây lạc tiên non để luộc ăn hoặc nấu canh giúp giải nhiệt tốt. Thu hoạch vào mùa xuân. Lá bắc của cây này có các bãi bắc côn trùng, trên đó chảy ra chất dính kèm theo enzyme tiêu hóa. Nhưng người ta chưa biết liệu cây có tiêu hóa côn trùng bị mắc bẫy hay không, hay chỉ sử dụng vũ khí này làm cơ chế bảo vệ hoa và quả của cây. Đây vẫn là một chủ đề gây tranh cãi và nghiên cứu của các nhà nghiên cứu về cây ăn thịt. Bộ phận dùng: toàn cây, phân bố, loài liên nhiệt đới, mọc hoang khắp nơi, leo quặng ở các bãi trống lùm bụi, cũng thường trồng ở các vườn thuốc. Thu hái, thu hái toàn cây, phơi khô. Thành phần hóa học của cây lạc tiên: trong cây có chứa các hạt chất như alkaloid, flavonoid, saponin. Tính vị: lạc tiên có vị ngọt và đắng, tính mát, có tác dụng tiêu viêm và lợ tiểu. Chủ trị: an thần, gây ngủ. Dùng trong các trường hợp mắc các bệnh như bệnh tim hồi hộp, tâm phiền muộn, mất ngủ, có thể dùng lá tươi ăn dưới dạng nấu canh hoặc dùng dưới dạng thuốc sắc riêng. Ngoài ra có thể kết hợp với lá sen, lá vong nêm, ngải tượng, củ bình voi. Giải nhiệt độc, làm mát gan, được dùng trong trường hợp cơ thể mất nước hoặc đau mắt đỏ. Cách dùng, chỉ định và phối hợp: ngọn non của cây lạc tiên được hái về để luộc hay nấu canh, quả chín vàng ăn ngon và ngọt. Lạc tiên được dùng trị suy nhược thần kinh, mất ngủ, ngủ hay mơ, phụ nữ hành kinh sớm. Còn được dùng trong điều trị ho, phù thủng, viêm mũi da, lở ngứa, lết ở chân. Liều dùng: dùng từ 8 đến 16 gram dạng thuốc sắc, dùng ngòi đun nước rửa và giã cành lá tươi để đắp. 11. Tác dụng của cây lạc tiên. Cây lạc tiên có rất nhiều công dụng trong việc bảo vệ sức khỏe, trong đó điều trị các bệnh như suy nhược thần kinh, mất ngủ, khó ngủ. Hiện nay, tỷ lệ người mắc bệnh mất ngủ ngày càng tăng, tuổi càng cao thì hay bị mất ngủ. Đồng thời, người mà bị căng thẳng, lo âu do áp lực công việc và cuộc sống cũng rất khó ngủ. Khi ngủ không đủ giấc sẽ khiến cơ thể mệt mỏi, ẻ oải, không tập trung làm việc được. Thậm chí nhiều người còn uống thuốc an thần để ngủ, nhưng điều đó không tốt. Cây lạc tiên được đánh giá là cực kỳ tốt cho hệ tuần hoàn cũng như tim mạch. Lạc tiên 8 đến 16 gram sắc uống, dùng riêng hoặc phối hợp với lá vong, lá dâu, tam sen nấu thành cao lỏng. Mỗi ngày dùng 2 đến 5 gram, chia nhiều lần uống, nên uống trước khi đi ngủ. Vấn đề da liễu như bệnh viêm da. Người mắc bệnh ngoài da thường xuất hiện các nốt mụn, mẩn ngứa, ngứa ngáy khó chịu, thậm chí có thể bị ghẻ lửa, xuất hiện nhiều vết lửa lét ở chân tay và khắp các bộ phận, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng sống. Bạn sẽ không cần phải sử dụng bất cứ loại thuốc uống hay thuốc bôi da nào khác, chỉ cần uống nước quả lạc tiên hoặc nước sắc cây lạc tiên mỗi ngày sẽ giúp nhanh chóng khỏi bệnh. Cây lạc tiên có tính mát, vị ngọt nên có công dụng thanh nhiệt và giải độc cơ thể cực tốt, giúp trị nóng trong người. Chính vì vậy sẽ giúp loại bỏ tất cả mụn ngứa, vết thương sớm lành. Thậm chí người ta còn tắm nước lạc tiên để phòng các bệnh ngoài da. Bệnh ho. Đối với những người bị bệnh ho do phế nhiệt, khi uống nước sắc từ cây lạc tiên sẽ giúp thanh nhiệt và chữa ho hiệu quả, vừa an toàn mà không cần tới thuốc kháng sinh. Bệnh kiết lỵ, tiêu chảy. Người thường xuyên bị kiết lỵ chứng tỏ hệ tiêu hóa không tốt.
Nếu kéo dài sẽ gây mất nước trầm trọng, người mệt mỏi, gầy gò và thiếu sức sống. Các thành phần có trong cây lạc tiên lại được đánh giá là rất tốt cho hệ tiêu hóa. Vì vậy, nếu bị tiêu chảy hay kiết liệt, thì bạn chỉ cần dùng 60g quả lạc tiên đem rửa sạch, đem sắc lấy nước uống, cho thêm đường, ngày uống 2 lần trước khi ăn. Người bị ho do phế nhiệt. Những người bị nóng trong người diễn ra trong thời gian dài sẽ dẫn tới ho. Nếu để tình trạng kéo dài sẽ dẫn đến các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Để nhanh chóng loại bỏ tình trạng này thì người bệnh chỉ cần uống nước sắc cây lạc tiên mỗi ngày, hoặc có thể nấu lạc tiên thành dạng cao lỏng và uống hàng ngày, bệnh sẽ khỏi. Chứng mệt mỏi, căng thẳng lâu dài. Trong thành phần cây lạc tiên có chứa nhiều vitamin, nhất là vitamin B2, giúp bổ sung năng lượng cho cơ thể, duy trì một sức khỏe tốt, chống stress. Hái 300g lạc tiên, cả lá, dây, quả, đem phơi hay nắng, hoặc sao thổ cho vàng. Thêm 200g rau bắp và 100g rau má, sao khử thổ vừa héo. Cho vào ấm đất cùng 500ml nước, 1 phần 4 muỗng muối hạt, sắc còn 200ml nước, chia uống 2 lần trên ngày vào các buổi trưa, tối. Kiên trì uống trong vòng 7 ngày sẽ có tác dụng an thần, chống stress. Viêm da, ghẻ ngứa. Để điều trị dứt điểm, dùng dây lá lạc tiên với lượng vừa đủ, đem nấu nước tắm và rửa. Bài thuốc an thần có tác dụng trợ tim, ngủ được êm, dịu thần kinh. Mất ngủ là hiện tượng rất phổ biến hiện nay. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ kéo đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng như suy nhược, người mệt mỏi, ẻ oả, không tập trung, vân vân, gây ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của bạn. Để điều trị tình trạng này, bạn cần dùng hạt sen 12g, lá tre 10g, cỏ mộc 15g, lá dâu 10g, lạc tiên 20g, vong nêm 12g, cam thảo 6g, xương bồ 6g, táo nhân sao 10g, đổ 600ml nước, sắc còn 200ml nước, uống ngày một lần. Làm nước giải khát có tác dụng mát và bổ. Cách làm nước giải khát từ cây lạc tiên như sau: quả chín càng thơm, 0,5kg, bổ đôi, nạo hết ruột, ép và lọc lấy dịch quả. Đường trắng 250g, hòa với 1 lít nước đun sôi để nguội. Đổ dịch quả vào nước đường, trộn đều. Nước quả lạc tiên trứng có mùi thơm đặc biệt, vị hơi chua, chứa nhiều vitamin, nhất là vitamin B2, rất tốt cho cơ thể. Chữa lị: dùng quả lạc tiên 60g, rửa sạch, sắc lấy nước, pha thêm đường, chia 2 lần uống trước bữa ăn. Ở những người cao tuổi, thường xuyên mắc các chứng đau nhức chân tay, phụ nữ tiền mãn kinh hay nổi giận, có thể uống nước cây lạc tiên mỗi ngày để loại bỏ tình trạng đó, giúp cơ thể dễ chịu hơn, ăn ngon và ngủ tốt. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Quả nhãn xứng đáng được phụ nữ sủng ái, tuy nhiên cũng có người phải tránh xa. Nhãn là loại trái cây được rất nhiều người ưa thích bởi hương vị ngon ngọt và rất giàu chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, có những người cũng phải tránh xa nhãn để không bị ảnh hưởng tới sức khỏe. Quả nhãn thường chín vào tháng 7 và tháng 8. Nhãn là một loại trái cây ngọt và có tác dụng bổ dưỡng rất tốt, đặc biệt là đối với phụ nữ. Vậy ăn nhãn có những lợi ích gì? Và ăn nhãn cũng có những điều cấm kỵ gì? Nội dung bài viết dưới đây sẽ giải đáp thắc mắc trên. Thứ nhất, lợi ích của việc ăn nhãn đối với sức khỏe phụ nữ. 1. Nhãn giúp điều hòa thể chất. Uống nhiều trà long nhãn có tác dụng cải thiện tinh thần, cải thiện cơ thể nhiễm lệnh. 2. Nhãn giúp cải thiện thần sắc. Trong y học phương Đông cho rằng phụ nữ cần phải bổ sung khí huyết. Phụ nữ thường xuyên ăn nhãn giúp thần sắc hồng hào sung mãn. 3. Nhãn giúp an thần, cải thiện giấc ngủ. Trong y học phương Đông cũng cho rằng nhãn có tác dụng trấn an thần kinh, bảo vệ tim mạch, bổ máu và lá lách. Ngoài ra,
nhãn giàu sắt, kali và chất dinh dưỡng khác có thể điều trị bệnh thiếu máu, đánh trống ngực, mất ngủ, đãng trí và các triệu chứng khác. Do vậy, nhãn vô cùng thích hợp cho phụ nữ bị mất ngủ kinh niên. 4. Nhãn giúp bổ máu. Quả nhãn có thể cải thiện tuần hoàn mạch máu, giúp ổn định trạng thái tinh thần, giảm căng thẳng và lo âu. Nhãn giàu hàm lượng đường glucose, đường sucrose, protein và nhiều loại vitamin và các nguyên tố vi lượng khác. Ngoài ra, nhãn còn nhiều tác dụng bổ ích như nó có thể được sử dụng để điều trị những bệnh nhân có cơ thể yếu hoặc tinh thần suy nhược. 5. Nhãn giúp trị chứng khí hư sau sinh của phụ nữ. Phụ nữ sau khi sinh thường hay xuất hiện các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi. Mạch nhỏ lưỡi nhạt thường là hiện tượng khí huyết hư. Do đó, phụ nữ có thể nấu cháo với nhãn, tam sen, táo đỏ và gạo nếp sẽ có tác dụng tăng cường khí huyết. 6. Nhãn giúp trì hoãn lão hóa. Lông nhãn có tác dụng giảm lipid máu, có thể ức chế sản xuất flavone protein. Chất này liên quan đến quá trình lão hóa, trì hoãn lão hóa. Vì vậy, phụ nữ muốn làm đẹp thì không thể bỏ qua quả nhãn, nên bổ sung nhãn vào bữa ăn hàng ngày trong cuộc sống. Thứ hai, những điều cấm kỵ khi ăn nhãn. Hàm lượng đường trong nhãn rất cao, vì vậy khi ăn nhiều loại quả này sẽ cung cấp nguồn năng lượng khá lớn, đồng thời cũng cung cấp lượng đường trong máu cao. Đối với những người bị bệnh tiểu đường không nên ăn nhãn và các thực phẩm bổ dưỡng có liên quan đến nhãn, khiến đường huyết tăng cao gây nguy hiểm cho sức khỏe. Không tốt cho người bị viêm da, nổi mụn. Theo đông y, nhãn có tính nóng. Vì vậy, những người có một số bệnh như viêm da, nổi mụn hoặc da sưng đỏ thì không thích hợp để ăn nhãn. Không tốt cho phụ nữ bị bệnh phụ khoa. Phụ nữ bị bệnh phụ khoa không nên ăn nhãn. Đặc biệt, phụ nữ mắc bệnh viêm vùng chậu hoặc viêm niệu đạo, khuyên bạn nên ăn nhãn ít hơn để phòng tránh bệnh bị nặng hơn. Nếu phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt, lượng máu chảy ra tương đối nhiều, tốt nhất là không nên ăn nhãn, nếu không sẽ rất dễ ra nhiều máu hơn. Không tốt cho phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai ăn nhiều nhãn gây ra bệnh nóng trong, đau bụng dưới, ra huyết do đau bụng, thậm chí còn bị tổn thương thai nhi, có thể dẫn đến động thai hoặc sảy thai, rất nguy hiểm đến tính mạng của cả mẹ và con. Đặc biệt, phụ nữ có thai ở thời kỳ đầu đến 8 tháng càng phải kiêng ăn nhãn. Nếu bạn đang bị tiêu chảy, cảm lạnh và khó tiêu, tốt nhất là ăn ít nhãn. Trên đây là những lợi ích và điều cấm kỵ khi ăn nhãn trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, khi ăn nhãn khuyên mọi người chú ý hơn để tránh ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Em đau khớp kinh khủng, đẻ xong lại càng đau. Thế mà uống cực lực có 2 ngày nước cà tím thôi, vỡ òa sung sướng luôn các chị à. Chả là em bị đau khớp từ lâu rồi, những lúc bình thường không sao, đến tháng trước tự nhiên đau dữ dội luôn, nhất là ở vùng gối và mắt cá chân, làm em đi đứng khổ sở vô cùng. Ai cũng bảo em còn trẻ tuổi mà đã mắc bệnh này, còn bác sĩ thì nói có thể là do di truyền. Vì ở nhà bà ngoại và mẹ của em cũng thuốc thang xương khớp cả mấy chục năm nay rồi. Em cũng uống thuốc đông, tây y đủ cả mà chưa thấy ăn thua gì. Có lúc liên thiên nằm ướt, giá như giờ có cách nào điều trị được bệnh này nhanh chóng thì cả nhà em phải ăn mừng mất. Và đúng là ăn mừng thật các mẹ ạ. Em vô tình đọc được cách chữa khớp từ cà tím và vấn đề cũng chính thức được giải quyết từ đây. Cà tím đã giúp em và sau đó là mẹ và bà ngoại thoát khỏi những cơn đau viêm khớp hành hạ. Và điều tuyệt vời nhất là vừa có thể uống, vừa sử dụng nước này để thoa lên ngòi da. Sau khoảng 2 ngày là kết quả rồi đấy. Ai người thân đang bị đau khớp thì thử xem nha. Cách làm rất đơn giản. Hãy chuẩn bị một quả cà tím cỡ vừa, 1 lít nước. Trước tiên bạn rửa cà tím và thái thành từng khúc mỏng. Đun sôi 1 lít nước, cho cà tím vào nồi nước vừa đun, đậy nắp lại,
đun tiếp đến khi sôi lại khoảng 2 phút thì tắt bếp. Ngâm cà tím trong nồi nước sôi cho đến khi nước nguội hoàn toàn. Cuối cùng, lọc bỏ phần xác cà tím và chắc lấy phần nước là xong. Bạn cho 3/4 hỗn hợp thu được vào chai thủy tinh, rồi bảo quản trong tủ lạnh. Ước lượng để chia số nước này ra làm 3 bữa, mỗi bữa 250ml. Uống vào 3 bữa, sáng, trưa, tối khi bụng đói hoàn toàn nhé. Tốt nhất là uống trước khi ăn khoảng 30 phút. 1/4 số nước còn lại dùng để chế biến thành thuốc, thoa bên ngoài da. Hãy trộn hỗn hợp này với 50ml dầu ô liu và khuấy đều. Sau đó, bảo quản trong tủ lạnh và dùng mỗi đêm trước khi đi ngủ. Chỉ cần thoa một lớp mỏng lên chỗ đau và dùng băng gạc quấn lại để giữ ấm. Việc kết hợp cả uống và bôi ngoài da sẽ cho bạn kết quả khả quan chỉ sau vài ngày áp dụng. Nếu các mẹ cứ kiên trì, cơn đau khớp không chỉ đỡ mà còn có thể sẽ biến mất vĩnh viễn. Trong quá trình sử dụng nước cà tím chữa bệnh, chị em vẫn có thể kết hợp với các thuốc đông tây y mình đang uống. Cẩn thận hơn, các mẹ hỏi ý kiến bác sĩ xem có được không nhé. Viêm khớp là bệnh phổ biến ngày nay, nó có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là đối với người tuổi càng cao thì càng dễ gặp. Bản chất của vấn đề chính là phần sụn bao bọc, các đầu xương của khớp không được khỏe mạnh, bị viêm xương. Nếu như bình thường, sụn khỏe mạnh thì các khớp xương sẽ trượt qua nhau bình thường, giúp cho quá trình sinh hoạt bình thường. Nhưng khi bị viêm xương khớp thì các sụn bị vỡ và mòn đi. Khi cử động sẽ làm cho các xương khớp sụn cọ sát vào nhau, gây nên viêm, sưng, đau nhức và làm mất khả năng cử động của khớp. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bốn cách trị thoái hóa cột sống lưng mà thiên nhiên ban tặng. Những vị thuốc tự nhiên có sẵn là cách trị thoái hóa cột sống lưng tốt, bổ, rẻ. Tham khảo bốn bài thuốc dân tộc sau, biết đâu cơn đau bạn phải chịu sẽ cải thiện đáng kể. Cách trị thoái hóa cột sống lưng. Bốn cách sau là sự kết hợp của dược thảo thiên nhiên cùng kiến thức dân gian được lưu truyền đến giờ. Mật ong và bột quế. Cho 2 thìa mật ong, 1 muỗng nhỏ bột quế và 1 cốc nước nóng. Mỗi ngày uống 1 đến 2 lần vào sáng và tối. Tuy đây là bài thuốc phối từ hai loại thuốc quý, nhưng không phải ai cũng dùng được. Trường hợp không nên áp dụng. Để an toàn hơn, bạn có thể dùng bài thuốc đắp ngoài. Lấy mật ong pha với bột quế, cho thêm chút nước ấm thành hỗn hợp sền sệt. Xoa nhẹ nhẹ vào chỗ bị đau. Mật ong và quế giúp tán hàn trừ thấp, giảm đau rất tốt trong nhiều chứng đau khớp mãn tính. Rễ trinh nữ. Trinh nữ chính là cây xấu hổ. Dược liệu có tác dụng an thần, kháng viêm, làm dịu đau. Cách trị thoái hóa cột sống lưng phổ biến với các biểu hiện đau lưng, chân tay tê bại. Rễ trinh nữ rửa sạch, thái mỏng, tẩm rượu đem xào thơm còn 20-30g. Đem rễ đã xào thơm, sắc với 400ml nước. Đến khi chỉ còn lại 100ml thì bắt ra, chia làm 2 để uống 2 lần trong ngày. Một cách khác là dùng phối hợp với 20g rễ cúc tần và 10g bưởi buông, 10g rễ đinh lăng và 10g cam thảo dây đem sắc như hướng dẫn. Phần rễ thừa do lấy nhiều nấu thành cao lỏng, pha thêm rượu để dùng dần. Đu đủ, mễ nhân sống. Đây là một món ăn dành cho người hay bị đau nhức do xương khớp thoái hóa. Lấy mỗi thứ 30g, rửa sạch, cho vào nồi, đổ thêm một chén nước, đun liu riu đến khi thấy mễ nhân chín mềm thì thêm ít đường trắng vào. Vừa là món ăn, vừa là bài thuốc lành tính, nhưng người bệnh phải dùng trong thời gian dài mới thấy tác dụng. Cây nhàu. Đây là loại cây ưa ẩm, thường mọc ven sông, suối ở các tỉnh Trung, Nam Bộ. Cây cao chừng 4-7m, thân nhẵn, lá mọc đối hình bầu dục. Quả nhàu da sần sùi, hình trứng, có da sần sùi. Xanh nhạt khi còn non và vàng nhạt lúc vừa chín. Đặc trưng của loại quả này là mùi nồng và cay. Cách trị thoái hóa cột sống lưng từ cây nhàu.
Cách 1. Lấy 5 lạng rễ nhau thái nhỏ, phơi khô, xào vàng, ngâm với 2 lít rượu 45 độ trong nửa tháng, uống 1 ly nhỏ trước bữa ăn. Cách 2. Xắt 200 g quả nhàu già thành lát mỏng, ngâm với 2 lít rượu. Mỗi lần lấy 20 đến 30 ml nước uống, một ngày uống 2 đến 3 lần. Cách 3. Dành cho bệnh nhân phong thấp. Rễ cây nhàu, cây đau xương, thổ phục linh, rễ cỏ xước, mỗi loại 20 g, cam thảo dây 6 g đem sắc uống. Chia thuốc uống làm 2 đến 3 lần trong ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Đừng nghĩ quả bơ tốt mà ăn cực lực. 7 tác dụng phụ đáng sợ đây các mẹ ạ. Bơ vốn được tôn thờ là loại quả vàng cho sức khỏe. Nếu ai đó không biết ăn bơ thì đó là một sự thiệt thòi lớn. Nhưng những người ăn bơ tùy tiện còn có thể chịu hậu quả lớn hơn. Điều sẽ xảy ra với cơ thể bạn khi bạn ăn quá nhiều quả bơ. Gây tổn thương gan. Trong quả bơ chứa nhiều collagen. Collagen là một chất có tác dụng tái tạo da, giúp đẩy lùi sự lão hóa rất tốt. Tuy nhiên, nếu ăn nhiều quả bơ, cholesterol có thể không được tiêu hóa hết, tích tụ trong gan và gây tổn hại cho gan. Giảm cholesterol có lợi. Bơ có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều, hàm lượng beta-sitosterol trong bơ sẽ hấp thụ các cholesterol có lợi, gây hại cho sức khỏe, gây kích ứng đường tiêu hóa. Nếu bạn tiêu thụ bơ với số lượng lớn, bụng bạn sẽ có cảm giác khó chịu, lâu tiêu vì bơ chứa lượng dinh dưỡng rất lớn, nhiều calo, gây tăng cân. Nếu bạn quyết định thêm bơ vào chế độ ăn của mình thì hãy chắc chắn cắt giảm lượng calo ở các món ăn khác. Sở dĩ phải làm như vậy là bởi vì hàm lượng calo trong quả bơ khá cao, nên nếu ăn nhiều có thể khiến bạn nạp nhiều calo cho cơ thể, gây tăng cân. Gây dị ứng. Một số người có cơ địa nhạy cảm sẽ dễ bị dị ứng với quả bơ. Nếu thấy các dấu hiệu như chóng mặt, mặn ngứa, buồn nôn khi ăn quả bơ thì bạn đã nằm trong số đó và cần chú ý để tránh loại quả này trong chế độ ăn của mình. Ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc. Quả bơ có tác dụng kháng viêm nhưng nó đồng thời cũng ảnh hưởng đến hiệu quả khi uống một số loại thuốc. Nếu bạn đang uống thuốc làm loãng máu, hãy hỏi ý kiến bác sĩ khi muốn ăn bơ, vì quả bơ có thể làm loại thuốc này mất tác dụng. Phụ nữ mang thai và cho con bú nên cẩn trọng. Phụ nữ mang thai, ăn bơ có thể giảm lượng sữa và gây tổn thương đến tuyến vú. Trong khi đó, bà mẹ đang cho con bú nếu ăn quá nhiều bơ. Nên lượng bơ thế nào là tốt nhất? Trung bình, quả bơ chứa khoảng 25 loại vitamin và khoáng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Một khẩu phần ăn 100g bơ cung cấp 26% vitamin K, 20% folate, 14% vitamin B5, 13% vitamin B6, 17% vitamin C, 14% kali và 10% vitamin E mà cơ thể cần. Quy tắc ăn nhiều mà chúng ta đều đã biết là thứ gì ăn nhiều cũng đều khiến cơ thể dư thừa chất đó và không có lợi cho sức khỏe. Quả bơ cũng vậy. Theo một nghiên cứu về tác dụng của trái bơ do các chuyên gia Mexico thực hiện, để phát huy tốt đa tác dụng của trái bơ, trong một ngày bạn chỉ nên dùng khoảng 2 thìa cà phê, tương đương với 1/6 quả bơ, thế là đủ. Bởi lẽ, với mỗi thìa cà phê trái bơ, cơ thể bạn cũng đã cung cấp 5g chất béo và 55 đơn vị calo. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.